Thưa quý vị, sáng 22 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu trụ sở Chính phủ với đầu cầu trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham gia cùng Thủ tướng đối thoại với thanh niên có Bộ trưởng các Bộ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Xây dựng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nội dung hội nghị xoay quanh 3 chủ đề chính: giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, kiến tạo môi trường để thanh niên rèn luyện khởi nghiệp sáng tạo. Thủ tướng và các bộ trưởng trả lời cụ thể các câu hỏi của thanh niên về chính sách đối với việc xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, về hỗ trợ lao động trẻ được đào tạo lại nghề và trang bị các kỹ năng khi tham gia thị trường lao động, về chính sách nhà ở cho công nhân và lao động trẻ, việc chăm lo sức khỏe, nâng cao thể chất cho thanh niên, các thiết chế văn hóa cho thanh niên, chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên. Về quyết sách quan trọng của Chính phủ đối với việc xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong kỷ nguyên số, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người và có nhiều nghị quyết, chiến lược, chương trình về vấn đề này. Để sinh viên Việt Nam sánh ngang tầm về năng lực và trí tuệ với sinh viên trên thế giới, Thủ tướng cho rằng quan trọng nhất trong khả năng sáng tạo chính là sự đam mê, nhiệt huyết, trăn trở, cháy hết mình, không chịu lùi bước trước mọi khó khăn mà thực tiễn đặt ra. Càng khó càng quyết tâm, phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo trong sáng tạo và tư duy ứng dụng. Cùng với học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, Thủ tướng đặc biệt lưu ý thanh niên, sinh viên phải học tập trau dồi ngoại ngữ, coi đây là cửa sổ để thanh niên Việt Nam vươn ra thế giới. Đối với câu hỏi về hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng thể chế ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, xây dựng các vườn ươm, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ưu tiên về vốn, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo thị trường cho đổi mới sáng tạo. Trong đó có thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, hình thành mạng lưới các nhà khoa học người Việt toàn cầu để cùng đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước. Về các hoạt động hướng tới nguồn cội cho người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, Thủ tướng khẳng định, người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài đều là con lạc cháu hồng. Đất nước luôn mong muốn tin tưởng trân trọng những đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhất là giới trẻ đối với quê hương. Kết thúc cuộc đối thoại, Thủ tướng gửi thông điệp tới hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam cả ở trong nước và đang học tập làm việc sinh sống ở nước ngoài. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá vai trò, vị trí tầm quan trọng của thanh niên, tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước luôn có trách nhiệm với thanh niên. Chính phủ, các bộ, ngành luôn đối thoại, trao đổi để tìm giải pháp hiệu quả nhất, khuyến khích sự cống hiến không mệt mỏi của thanh niên. Thủ tướng mong muốn thanh niên Việt Nam tiên phong trong học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, ý chí tiên phong trong lao động sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, tiên phong trong bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo trong mọi hoàn cảnh, tiên phong trong hội nhập quốc tế, tiên phong trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng và phòng chống các thế lực thù địch. Thì tôi tin tưởng rằng là đúng như lời Bác Hồ dạy đấy, đâu cần thì thanh niên có, đâu khó thì có thanh niên sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ gì mà khi Tổ quốc chúng ta cần. Và chúng tôi cũng muốn tức là thanh niên của chúng ta trong thời đại hiện nay thì như các vị bộ trưởng rồi như bản thân cái sự trao đổi của các bạn cũng toát lên là phải có mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cái thứ hai là phải có khát vọng sống vươn lên ở mọi lúc mọi nơi. Và cái thứ ba là phải bản lĩnh vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Và cái thứ tư là sáng tạo mạnh mẽ trong cái thời đại công nghiệp 4.0 này. Đẩy mạnh cái phong trào đổi mới sáng tạo trong cái thời đại công nghiệp 4.0. Rồi cái thứ năm là trách nhiệm với chính mình, với gia đình, với xã hội. Rồi cái thứ sáu là cống hiến hết mình vì đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, vì nhân dân Việt Nam hạnh phúc và ấm no. Tại đối thoại nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023,
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới đoàn viên thanh niên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng trao phần thưởng tặng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.